Thì các bạn ơi, hôm nay mình cùng xem cái máy đắp bờ nha các bạn. Đất mà nó đẹp là đắp như vậy nè. Đất mà nó đẹp là mình đắp là rất là đẹp. Đó, bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Vàng này của Phúc Cầu 13 các bạn. Nó nằm trong huyện Chi Tôn của tỉnh An Giang. Cái vàng này của địa chỉ đó đó. Chỉ có 15 triệu thôi. Đó, tùy theo đất. Đất đẹp thì nó đất đẹp. Đất đẹp là nó có cái độ dẻo các bạn. Nó có cái độ dẻo để mà nó dính ở trên bờ. Còn đất không đẹp là nó sẽ tụt xuống, cái thành sình nó tụt xuống. Cái loại nào mà nó bằng inox á thì nó hơn 15 triệu. Còn bằng sắt là nó 15 triệu. Quá đẹp không các bạn? Cái này là con máy cày Văn Ma 514 các bạn. Đất nó hơi xấu rồi đó, do đó nên nó đất không đẹp các bạn, không mướt rồi đó, phải không? Là lý do là đất ở dưới đây nè. Ta đắp mướn là cỡ 1.000 đồng một mét các bạn. Cây lúa quê hương anh. Cái dàn đắp bờ này của ai vậy anh? Của Phúc Cầu 13. Dạ. Yeah. Cái này của inox này anh làm bao nhiêu tiền? 15 triệu. Dạ. Yeah. Cái này inox hay bằng sắt? Sắt nè. Dạ, bằng sắt ha. Nó dày. Dạ. Yeah. Nhìn nó sáng chớ là giống inox quá ha. Ờ, tại chạy cũng đồng. Dạ. Này nếu anh có đắp mướn không?
Đất mướn là một ấy vậy là bao nhiêu? Tạm vậy là 3 ngàn. Dạ, yeah, vậy là 1 mét ngàn. Yeah. Giờ này đất đẹp quá ha. Đất tại đất nó ăn thua đất nó đẹp. Cái này đất nước ở đất tại đất ở đây nó phẳng nó chùi, nó chùi xuống mình ha. Nước nhiều quá cái nó ra nước nó chảy xuống rồi. Dạ, nó ra nước nó chảy xuống. Còn cái đất nhiều thì đất nó đẹp. Dạ. Rồi em cảm ơn anh nha. Bày bánh đậu luôn. Giờ này sáng giới mình tính đâu là bằng inox các bạn. Inox thì có cái giá cao hơn, nhưng mà bằng sắt thì có cái giá 15 triệu. Đó. Là đất đẹp thì đất rất là đẹp. Đây các bạn, mình quay lại cái đường bờ cho các bạn xem nè. Là đất mà nó dẻo đó, cái dạng nhưng mà đất phân á. Mà dưới này nè, mà nước nhiều quá là nó đắp lên trên bờ này là nó chảy xuống hết trơn, là nó không đẹp. Còn mà đất mà nó dẻo dẻo như thế này á thì đắp lên bờ nó dính lại rất là đẹp. Này trên bờ mà nó cỏ như cái bên kia đó, cỏ này kia rồi đắp lên cái màu và thẳng băng như vậy, khỏi phải làm cỏ, khỏi phải vét bờ. Cái này như viên gạch luôn đó, băng luôn, lắng hơi bóng lưỡng. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn. Có ai có nhu cầu mua cái này thì để lại số điện thoại mình chỉ cho các bạn mua. Cái này giao hàng tận nơi các bạn, chứ không có khỏi cái vụ này kia đâu. Đó, như vậy này nha các bạn. Là mình quay xuôi mặt trời lại cho các bạn xem nè. Nãy người mặt trời không thấy rõ. Ta đắp rồi về rồi, mình quay lại cái đường bờ cho các bạn xem chi tiết hơn. Chỗ nào đất dẻo, đất đẹp là nó đắp vậy đó. Còn đất không đẹp là nó sẽ cho nó tụt xuống, nước nó chảy xuống, nó tụt xuống. Mình không đủ thừa cái dàn đắp bờ được. New Hoa Lanh TT55 chạy cùng con máy cài Kubota. Coi con này coi phải máy xong đây. Bự quá, không biết như mấy xong đây. 6 xong. Chạy cùng con 6 xong, 4 xong các bạn. Cái này dạng sơ chế chứ không phải giờ sơ hẳn. Đất cũng lên ngon quá. Biết có cơ sở nào đây. Đây. Có không đây.